Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền thông Mỹ mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hé lộ vị trí và nhiệm vụ của các quân nhân NATO trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền thông Mỹ, ông Stoltenberg nói các nước thành viên NATO thực sự đã điều quân nhân đến Ukraine. Họ tuy là lính NATO nhưng sẽ mặc quân phục của cả NATO và Ukraine. Họ sẽ đồn trú tại các đại sứ quán tương ứng ở thủ đô Kiev Ông Stoltenberg đưa ra tuyên bố khi trả lời câu hỏi về việc liệu NATO có kế hoạch gửi quân đến Ukraine để giúp đỡ Kiev chiến đấu hay không. Tổng thư ký NATO trả lời, NATO không hề có kế hoạch chiến đấu ở Ukraine, nhưng dĩ nhiên, một vài nước thành viên NATO đưa quân tới Ukraine, các quân nhân đồn trú ở các đại sứ quán và làm nhiệm vụ cố vấn. Thông tin do Tổng thư ký NATO tiết lộ hôm 21 tháng 4 được cho là có phần công khai hơn. Trước đây, các quân nhân NATO thường làm nhiệm vụ ở Ukraine một cách bí mật mặc trang phục dân sự để tránh sự chú ý. Ông Stoltenberg đưa ra tuyên bố sau khi phát ngôn viên Lầu Nam Góc, Thiếu tướng Pat Ryder nói trên tờ Politico về khả năng Mỹ đưa thêm cố vấn quân sự tới Ukraine. Theo Politico, các cố vấn sẽ đồn trú ở Đại sứ quán Mỹ, đóng vai trò điều phối hậu cần và hỗ trợ bảo trì các vũ khí do Mỹ cung cấp. Theo quy định của luật pháp quốc tế, trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao là lãnh thổ có chủ quyền của một nước đặt tại nước ngoài, không thuộc lãnh thổ của nước tiếp nhận. Do đó, các quân nhân NATO có mặt ở Ukraine nhưng đồn trú ở các đại sứ quán về cơ bản vẫn trong lãnh thổ quốc gia. Trả lời phỏng vấn ngày 21 tháng 4, ông Stoltenberg nói, việc Hạ viện Mỹ phê duyệt viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine là một tin tốt dù sự chậm trễ này đã gây ra hệ quả rõ rệt. Ukraine đã trải qua nhiều tháng bị Nga áp đảo về hỏa lực, vũ khí, ông Stoltenberg nói, nhưng vẫn chưa quá muộn, Ukraine đã chứng minh khả năng bảo vệ quốc gia. Nga đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ làm kéo dài thêm cuộc xung đột. Nga khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được tất cả mục tiêu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như phát đi tín hiệu cho thấy Nga có thể mở cuộc tấn công vào khắc cốp và thiết lập một vùng đệm phi quân sự để bảo vệ các khu vực biên giới Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Nga, ông Lavrov nói rằng thành phố lớn thứ hai của Ukraine có vai trò quan trọng trong kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tạo ra một vùng đệm phi quân sự để bảo vệ các khu vực biên giới Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Vào tháng 3, Nga cho biết cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ nước này khỏi các cuộc tấn công của Ukraine là thiết lập một vùng đệm nhằm đưa các khu vực của Nga sang ngoài tầm bắn của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin nói Nga có thể thiết lập vùng đệm tại các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine để ngăn chặn Kiev tấn công Moscow bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Đáp lại, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết ý tưởng này của Tổng thống Putin là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Moscow có kế hoạch leo thang căng thẳng ở nước láng giềng. Bloomberg dẫn lời các quan chức xấu tên cho biết Nga đã tăng cường tấn công vào Kharkov trong những tuần gần đây, nhắm mục tiêu vào thành phố bằng tên lửa, bom dẫn đường và máy bay không người lái. Các quan chức cho rằng đây là nỗ lực nhằm cắt đứt nguồn cung cấp của Ukraine cho thành phố. Vùng đệm này được cho là sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ các khu vực biên giới Nga trước các cuộc tấn công từ Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov là quan chức cấp cao đầu tiên của Điện Kremlin chỉ rõ Kharkov là mục tiêu tiềm năng. Trước đó, Moscow từng nói họ tin tưởng cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga là thông qua một vùng đệm phi quân sự, bảo vệ các khu định cư nằm ngoài tầm bắn của Ukraine. Hồi tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích dồn dập vào lãnh thổ của chúng ta, các biện pháp phải được triển khai để bảo vệ những lãnh thổ này. Các vùng lãnh thổ chỉ có thể được bảo đảm bằng cách tạo ra một vùng đệm để bất kỳ phương tiện nào mà kẻ thù sử dụng để tấn công chúng ta đều không thể với tới. Thành phố Kharkov có giá trị mang tính biểu tượng cũng như chiến lược đối với Nga, vì nơi đây phần lớn dân số nói tiếng Nga và là thủ đô đầu tiên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Soviet Ukraine. Hiện Mỹ đang xem xét gửi thêm cố vấn quân sự tới Đại sứ quán nước này ở Kiev, trong bối cảnh Nga dường như có ý định tăng cường các hoạt động tấn công ở Ukraine. Dẫn lời bốn quan chức Mỹ giấu tên quen thuộc với vấn đề này, báo Politico đưa tin, lực lượng bổ sung sẽ chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần và giám sát vũ khí mà Mỹ gửi đến Ukraine. Họ cũng sẽ hỗ trợ quân đội Ukraine bảo trì vũ khí. Chưa có xác nhận về việc Mỹ sẽ gửi thêm bao nhiêu cố vấn tới Ukraine, song hai quan chức tiết lộ con số có thể lên tới 60. Giữa phân tích cho rằng Nga đang tranh thủ tình hình trước khi Ukraine nhận viện trợ bổ sung từ Mỹ. Mới đây nhất, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ AIA Bill Burns cho biết, việc hỗ trợ quân sự nhanh chóng cho Ukraine là rất quan trọng, đồng thời cảnh báo Kiev có thể thua vào cuối năm 2024 nếu không nhận được viện trợ bổ sung từ Mỹ. Việc Mỹ chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí đã buộc quân đội Ukraine phải mất nhiều tháng để phân bổ nguồn cung đạn dược đang cạn kiệt. Theo giám đốc CIA, hai lữ đoàn Ukraine với hơn 2.000 binh sĩ chỉ được bắn 15 quả đạn pháo và 42 quả đạn cối mỗi ngày. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Sau khi được Hạ viện thông qua, gói viện trợ này sẽ được Thượng viện cân nhắc và bỏ phiếu thông qua trước khi được đưa lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Dự kiến dự luật sẽ được Thượng viện thông qua sớm nhất là vào ngày 23 tháng 4. Sau khi Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách bổ sung cho Kiev, Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên tiếng kêu gọi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật này nhanh nhất có thể. Ngày 21 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố cho biết rất hoan nghênh việc Hạ viện Mỹ thông qua khoản viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông cũng kêu gọi Washington đưa dự luật thành luật và tiến hành chuyển giao vũ khí nhanh nhất. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần vũ khí tấn công tầm xa và các hệ thống phòng không. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc thông qua dự luật sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga rằng Washington đứng về phía Kiev. Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn hàng viện trợ cho Ukraine trong nhiều tháng nhưng chưa thể chuyển đi vì cạn kiệt ngân sách. Họ đã chi toàn bộ số tiền viện trợ mà Quốc hội Mỹ cấp trước đó để hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm gửi vũ khí, bảo trì, đào tạo và phụ tùng thay thế, trị giá hơn 44 tỷ đô la Mỹ kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, việc Hạ viện Mỹ phê duyệt viện trợ an ninh cho Ukraine sẽ dẫn đến nhiều thiệt hại và thương vong hơn cho cuộc chiến Ukraine. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Peskov nhấn mạnh rằng, quyết định này sẽ làm nước Mỹ giàu có hơn, hủy hoại Ukraine hơn nữa và dẫn đến cái chết của nhiều người Ukraine hơn nữa. Ông Peskov cũng nói rằng các điều khoản trong dự luật cho phép chính quyền Mỹ sử dụng tài sản bị tịch thu của Nga và chuyển chúng cho Ukraine để tài trợ cho việc tái thiết, Việc này sẽ làm hoen ố hình ảnh của Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẽ ban hành các biện pháp trả đũa. Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga viết trên Telegram nhấn mạnh, việc phê duyệt viện trợ của Mỹ cho Ukraine là điều được lường trước và có thể là một động thái bài Nga. Gói viện trợ được chờ đợi từ lâu nhằm giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu với Nga trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm, với các ưu tiên bao gồm việc Washington cung cấp tên lửa đạn đạo và hỗ trợ chiến lược dài hạn cho Kiev hơn 1 phần 3 gói viện trợ tương đương 23,2 tỷ đô la Mỹ dùng để bổ sung hệ thống vũ khí và đạn dược cho quân đội Mỹ. 13,8 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí từ Mỹ, gần giống với sự luật của Thượng viện. Điểm khác biệt chính là sự luật của Hạ viện cung cấp hơn 9 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ kinh tế cho Ukraine dưới dạng các khoản vay. Ngoài ra, 11,3 tỷ đô la Mỹ được sử dụng cho các hoạt động quân sự hiện tại của Mỹ trong khu vực. Dự luật quy định rằng trong vòng 45 ngày kể từ ngày ban hành, các cơ quan liên bang phải đưa ra chiến lược kéo dài trong nhiều năm để tiếp tục hỗ trợ Ukraine đối phó Nga. Điều này đồng nghĩa họ phải thiết lập các mục tiêu cụ thể, dễ dàng đạt được cũng như xác định và ưu tiên các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Dự luật này cũng bao gồm việc chuyển giao hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS, hệ thống tầm xa được Ukraine sử dụng lần đầu tiên để chống lại Nga vào tháng 10 năm 2023. Ukraine từ lâu đã kêu gọi các quốc gia phương Tây hỗ trợ tăng cường khả năng chiến đấu tầm xa của họ trong cuộc xung đột hiện tại với Nga. Khi gói viện trợ cho Ukraine được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, vũ khí sẽ được cung cấp thông qua thẩm quyền chi ngân sách của tổng thống. Cơ chế này cho phép quân đội Mỹ ngay lập tức rút vũ khí khỏi kho dự trữ hoặc thông qua hỗ trợ an ninh, tài trợ cho các hợp đồng dài hạn hơn với ngành công nghiệp quốc phòng để có được vũ khí. Những vũ khí từ kho dự trữ đó được lấy từ các căn cứ hoặc cơ sở lưu trữ ở Mỹ hoặc từ các địa điểm ở châu Âu. Nơi Washington đã tăng cường chuyển trang thiết bị tới nhằm cắt giảm thời gian cần thiết để giao sau khi nguồn tài trợ được phê duyệt. Nhu cầu sử dụng đạn pháo 155 mm của Ukraine đã gây áp lực lên kho dự trữ của Washington và buộc quân đội Mỹ phải lấy nguồn cung từ những nơi khác. Kết quả là hàng chục nghìn viên đạn 155 mm đã được chuyển từ Hàn Quốc về nhà máy Macalester để trang bị thêm cho Ukraine việc vận chuyển viện trợ quân sự từ mỹ bằng máy bay chở hàng và tàu biển thường được điều phối từ trụ sở của bộ tư lệnh vận tải mỹ đặt ở vùng nông thôn illinois nơi duy trì cơ sở dữ liệu rộng lớn về các cảng hàng hóa đường sắt và đường bộ có thể được sử dụng bởi các phương tiện vận tải quân sự và dân sự trên khắp thế giới Tuy nhiên, vũ khí và đạn dược gửi đến Ukraine thường được lấy từ tài sản của Lầu Năm Góc ở châu Âu, với các chuyến hàng được điều phối bởi một tổ chức được thành lập vào cuối năm 2022, có tên là Nhóm Hỗ trợ An ninh Ukraine, có trụ sở tại Đức và hoạt động trong Bộ Tư lệnh châu Âu của Lầu Năm Góc. Nhóm này có một đội ngũ nhân viên khoảng 300 người. Theo một quan chức quân sự Mỹ, Washington sẽ có thể gửi một số loại đạn dược gần như ngay lập tức tới Ukraine vì có kho chứa ở châu Âu. Trong số các loại vũ khí có thể di chuyển nhanh chóng có đạn 155mm và các loại đạn pháo khác cùng với một số loại đạn phòng không. Một loạt cơ sở vũ khí trên khắp Đức, Ba Lan và các đồng minh châu Âu khác cũng đang giúp Ukraine duy trì và bảo dưỡng các hệ thống được gửi ra mặt trận. Chẳng hạn, Đức đã thành lập một trung tâm bảo trì cho đội xe tăng Leopard 2 của Kiev ở Ba Lan, gần biên giới Ukraine. Các trung tâm bảo trì như vậy đẩy nhanh tốc độ sửa chữa để Ukraine tiếp tục sử dụng hệ thống của phương Tây.